Chuyện ma quỷ xưa nay không còn là chuyện lạ đúng không nào? Nhưng đã bao giờ các bạn chứng kiến hay nghe những bức tranh bị ma ám hay chưa? Nhiều người cho rằng những bức tranh này bị ma ám bởi hàng loạt hiện tượng huyền bí xảy ra đáng sợ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nhé! Đầu tiên là bức chân dung Bernardo de Gaves. Bernardo de Gaves sinh năm 1746, mất năm 1786, là một nhà lãnh đạo quân sự Tây Ban Nha, người đã giúp các thuộc địa Mỹ trong chiến tranh cách mạng. Để tưởng nhớ công lao của ông, một bức chân dung của Bernardo de Gaves đã được treo ở cuối một hành lang tại tầng trệt khách sạn Gaves. Truyền thuyết kể rằng đôi mắt của bức chân dung thường nhìn vào khách khi họ đi qua. Những người tiếp cận các bức tranh thường cảm thấy ớn lạnh và không thoải mái. Nhiều khách du lịch khi biết được những sự lạ về bức tranh đã nườm nượp kéo tới khách sạn xin chụp ảnh. Tuy nhiên có vẻ như không ai có thể chụp được một hình ảnh rõ ràng, trừ khi là họ xin phép Bernardo, người ở trong bức tranh đó. Một đội điều tra cũng đã tới và chụp ảnh bức chân dung nổi tiếng. Tuy nhiên do không xin phép nên tấm ảnh chụp lại đã bị phá hỏng bởi một dấu hiệu bí ẩn hình chiếc xương. Nhiều người thấy đôi mắt của Bernardo theo dõi và không thể chụp lại được hình ảnh rõ ràng về bức tranh nếu như không xin phép. Thứ hai là cậu bé và con búp bê. The Hand Resist Him được vẽ bởi họa sĩ Stoneham năm 1972. Bức tranh thể hiện một cậu bé với khuôn mặt khó hiểu, bên cạnh là một con búp bê cỡ lớn đáng sợ, cùng với đó là rất nhiều bàn tay đằng sau khung kính nơi cậu bé đứng. Một cặp vợ chồng tại California đã mua lại bức tranh và phát hiện ra nhiều điều đáng sợ. Các sự vật trong tranh luôn dịch chuyển, đi lại hàng đêm, cậu bé và con búp bê đôi khi là biến mất. Sau khi bức tranh cùng câu chuyện kỳ lạ được lan truyền trên mạng, một số người xác nhận con của họ đột nhiên la hét và chạy đi khi nhìn thấy bức tranh. Một số người khác cảm thấy một vật vô hình đang kéo họ sát lại. Đáng chú ý hơn nữa là trong một cuộc triển lãm, hai nhà phê bình nghiên cứu bức tranh đã chết trong chưa tới một năm sau đó. Thứ ba là bức tranh cậu bé khóc. Họa sĩ Italia Bruno Amadio đã vẽ một bức tranh, trong đó có hình ảnh cậu bé đang nhìn chằm chằm về phía trước và khóc. Với tên gọi Cậu bé khóc, bức tranh được in hàng loạt và phát hành lần đầu vào năm 1950. Sự lạ xảy ra khi tỷ lệ cháy của những ngôi nhà có treo bức tranh là rất cao. Ngạc nhiên hơn là những bức tranh cậu bé khóc lại không hề bị lửa tàn phá, theo ghi nhận của một lính cứu hỏa tại Anh. Nhiều suy đoán thì cho rằng bức tranh chính là nguyên nhân thu hút lửa tới thăm các ngôi nhà. Và cuối cùng là bức tranh về người đàn ông đau khổ. Năm 2010, Sean Robinson cho biết trong nhà mình đã xảy ra các hoạt động huyền bí liên quan tới bức tranh có tên Người đàn ông đau khổ. Để chứng minh lại sự việc, anh đã thiết lập một máy quay để chia sẻ với người xem trên YouTube. Theo Robinson, bà ngoại của anh ban đầu sở hữu bức tranh và tin rằng nó đã bị nguyền rủa. Bà nói với Sean rằng bà luôn nghe thấy tiếng rên rỉ khóc lóc trong đêm phát ra từ bức tranh ấy. Bà cũng cho biết nghệ sĩ vẽ đã trộn lẫn máu của chính mình với sơn và tự tử sau khi hoàn thành họa phẩm. Sean thừa kế bức tranh sau khi bà nội chết và đã gặp phải những sự kiện kỳ lạ. Video mà Robinson tải lên YouTube cho thấy nhiều điều bất thường như cửa đột nhiên đóng sầm lại, khói bay trong nhà và bức tranh rơi từ trên tường xuống.